con thấy vợ con tấn công con quá. Cái lúc đó trời trời có nào bà này có BD không trời, trời có nào bà này có BD không trời. Tại đó vợ nó chịu thèm lắm. Cái nó mò mình, cái mình giật cái tay nó lại, cái mình chả biết nói gì nè. Mò không à, không có làm gì hết trơn á, mò thôi. Không có làm gì hết trơn á, mò thôi. Cái em mới nói khỏi, mò thôi không làm gì hết thì khỏi. Còn này mới cưới có 1 tháng trời về à, điện tắt xong chụp hình của cây ok được không? Là thấy máu dồn lên não rồi. Ủa hai cái mặt giống nhau quá. Rồi mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Lan, mọi người hay gọi con với nickname là Kem Kabi. Gái Nhật đó. Gái Nhật đó. Mẹ ta gì sao lại. Hiện tại con đang sống và làm việc ở Long Xuyên, An Giang. Công việc của con là online, kinh doanh online. Rồi mời ông xã. Dạ con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Hoàng Hải, năm nay 30 tuổi. Hiện tại con đang ở cùng bà xã Long Xuyên. Con đang công việc con là giám đốc chiến lược kinh doanh cho vợ con. Cùng làm chung với nhau. Thôi giờ nè kể cho chú Bin đi, cái lần đầu tiên hai đứa gặp nhau đâu và ấn tượng gì về nhau nè, gái Nhật đó. Tụi con gặp nhau ngay trong cái giai đoạn mà cũng là mùa dịch. Cái bắt đầu giống như là dịch, cái mình cũng buôn bán cũng có chậm, vận chuyển nó cũng hơi chậm á. Cái bắt đầu rảnh rỗi xin ông nổi. Cái mới lên mạng tìm tay đánh game. Thì vô tình con đăng story. Cái bắt đầu cái ổng mới vô đánh ké, xin đánh ké. Chơi chung cái thấy cũng hợp gơ. Cái bắt đầu kéo nhau về uống cà phê, ăn chơi luôn. Chơi xong rồi cái bắt đầu kéo nhau nhậu. Ủa lúc đó là dịch mà có thể tụ tập được không? Mới có bùng dịch thôi chứ nó chưa có chỉ thị 16. Cho nên là tụi con chơi xong cái có mấy đứa em á, mấy đứa em nó tụ lại nó nhậu. Cái dắt xe ra về cái mấy đứa hỏi nhậu không chị hai, mà mình thì nào giờ mình không có nhậu. Nhưng mà giống như mình cái mình gặp đực với mình phái, cái mình gặp đực với mình phái. Phái nha, ở lại nhậu cho vui này kia nọ cũng chịu luôn. Mà cái phe của em con á thì nó cũng mười mấy người luôn. Vậy đó mà ổng sáp vô ổng cũng hòa nhập rất là nhanh. Nhưng mà mình ấn tượng nha. Không có nói chuyện, mình chọc mình ghẹo mình bông đùa cái mình anh với mình với ngồi nè cũng kiểu mà nó có vô không? Không trời ơi nó vô đâu có lấy nó đâu. Cười cười không mà mình chọc mình ghẹo cái mình như là mình tấn công rồi đó. Em ghê cười cười không mà. Nhưng mà con là con nghĩ anh này rồi con kiểu như con chọc ghẹo nhưng mà ảnh không có gọi là không có ghẹo lại. Để anh vẫn im lặng đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Thật ra không phải là mình phái mà mình chọc mà là cái tính của con hay kiểu cà rỡn á. Xong rồi cái mình thấy kiểu cũng ga lăng lắm nha. Hết mọi hết bia là ha, hiện cái dèo rồi TikTok đi mua ha. Là nó tự bỏ tiền ra nó mua đúng nó mang rồi, về luôn. Giống như là xông xáo lắm thả ga lăng, bắt con tôm rồi đó. Rồi hôm đó là nó tấn công con vậy, mắc gì sao con không có cởi mở con nói chuyện mà con vẫn im lặng vậy? Tại vì thường thì nam thì mình gặp nữ mà chủ động ngược cái mình hơi bị ghét. Hơi bị ghét. Nhưng mà nó nghe là lần đầu tiên con gặp bé này ở ngoài đời á. Dạ. Con thấy nó làm sao? Dạ rồi mới đầu gặp vợ con thì con thấy cũng vui. Dạ con vui lắm, hài hước lắm. Bởi con cũng mến, cũng thích. Nên mới qua quê ga lăng vậy đó phải dạ. Không? Là đi bỏ tiền đã mua đồ, mua ơ đồ đúng không? Rồi đêm qua đó bữa sau. Qua bữa sau, không, bữa sau không phải cho em hỏi luôn, đêm đó là quà là chưa. Cái chơi tới chưa. Nó đang kể là bữa sau kìa. Rồi tới bữa sau qua ngày hôm sau cũng chơi game bình thường, cũng nhậu nữa. Mình cũng xỉn rồi, cái bắt đầu là nguyên nhóm ở lại ngủ luôn. Nhưng mà dạng là con ngủ trong phòng với mấy đứa con gái, còn ổng thì sẽ ngủ bên phòng chốt đơn với mấy đứa em bạn của em vậy đó. Xong cái sáng làm như ông ngủ không được hay gì á, ông ngủ đi ăn sáng. Cái tự nhiên cái trưa cái em ăn gì không, mình qua chở đi ăn. Rồi cái tối nay nhậu gì ta. Ê nó nghe nè, cái đêm dạ. Đó con ngủ được không? Dạ đêm nào con cũng ngủ ngon nhưng lại xỉn. Dạ đêm nào con cũng ngủ ngon nhưng lại xỉn. Không, từ lúc đó tụi con cũng nhậu tới 3-4 giờ sáng rồi là cũng te đầu hết trơn rồi. Con bỏ ngày thứ hai đi, con kể qua ngày thứ ba đi. Có ăn uống rồi có đi chợ đi búa rồi đó. Là bắt đầu cũng như cũng ngầm hiểu là coi như là cũng thành một cặp rồi. Chỉ có cái là chưa có ai làm quen nha, hay là hái mình yêu nhau hay là gì không có. Xong rồi cái bữa đó tối nhậu. Tối nhậu xong rồi cái bắt đầu qua ngủ chung luôn. Qua ngủ chung, có ngủ chung với đứa em nữa. Xong cái tự nhiên nó biết điều ghê luôn trời. Thôi em đi qua bển ngủ. Không bà ngủ đây đi ha, em đi qua bển em ngủ. Em nói biết điều đi. Sao con nhỏ đó nó biết điều cũng dễ thương dễ sợ như vậy. Cái xong cái chồng con á nó qua nó ôm con. Trời ơi con nín thở luôn vậy đó, nó ôm vậy nè, cái mình cũng nín thở luôn á. Cái xong cái đầu nó mò, cái nó mò mình, cái mình giật cái tay nó lại, cái mình chả biết nói gì nè. Mò không à, không có làm gì hết trơn á, mò thôi. Không có làm gì hết trơn á, mò thôi. Cái em mới nói khỏi, mò thôi không làm gì hết thì khỏi.
Rồi chuyện gì tới nó cũng tới. Con. Dạ. Lúc đó con còn ghén nữa không hay sao mà sao con dạng dữ vậy? Lúc đó là con thấy là cắn câu rồi, hết ghén rồi, con phải tấn công luôn. À, lúc đó thì con sao ta? À, kiểu như là vợ con vậy đó, cái con thấy vợ con tấn công con quá. Ừ. Cái lúc đó nói, trời trời, có nào bà này có BD không trời? Trời trời, có nào bà này có BD không trời? Tại lúc đó vợ con nói chuyện thàn lắm. Tại con lai chim, con lai chim. Ớt mà kiểu nét nét giống mấy bạn mà BD chuyện giới á. Chuyện giới đúng không? Con sợ nó, trời trời, sao thấy tấn công mình quá, còn hỏi mình kêu là mình làm đi kiểu như vậy á. Không có kêu làm đi rồi nghe, tôi chỉ nói mò thì khỏi thôi. Ơ nghe nè, khi con nghe cái câu nói mà mò thì khỏi á, lúc dạ. đó con làm sao? Thì đó thì con mấy... Chết với bố liền. Con mấy cảnh giác nó, trời trời, có nào BD không trời? Vừa khoái mà cũng vừa kiểu sợ. Mà dạ, sao tấn công mình dữ kiểu vậy á. Cái con hay để ý trái cổ dạ. Giấu rồi má. Con có làm bộ kiếm cớ rờ cái cổ không? Có rờ không? cũng có rồi, đủ thứ hết trơn, không có nhớ đâu. Không thấy tấn công mà kiểu mình ngạc nhiên luôn. Nam thì tấn công nữ thôi nè. Nữ ghê quá ghê. Là hai đứa ở nhau được mấy năm rồi? Tới nay chắc mấy năm ba, rồi ba năm là bắt đầu ngày thứ ba đó, tới bây giờ là hình như là hai vợ chồng con không bao giờ ngủ riêng luôn. Có một đêm ngủ riêng là đêm đó là về làm đám cưới, làm mà nhà ai kiểu nhóm họ là chỉ đêm đó ngủ riêng đó. Nó là kèo trên là nó có ăn hiếp con không? Con có cái biệt danh mỏ hổn á, là tại vì nó cũng xuất phát từ con bị bơm hàng nhiều quá. Cái con mới nóng con mới chửi. Tóm lại là con là cũng là hiện thân của chính nghĩa. Con nó chửi thành bậy, tức là chửi mà nó vui, nó hài hước. Dạ, là chửi rồi. Sao thí dụ như một vài câu cho chú nghe coi. Ví dụ như nè, thằng quay phim này nó bơm hàng con đó, nhìn nó chửi. Ví dụ như ông nội này đi, ông nội này ông đặt hàng của con xong phải không? Mà ông hỏi có receipt không cưng. Bộ cái đơn hàng này nè, bỏ dưới sông rồi tự động nó trôi lại nhà anh hay gì mà ghi ship. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Có một cái có cái lần ách tồ với khách luôn, gọi video chửi lộn với nó luôn. Tức là từ đó đó mà bắt đầu con mới mọi người mới chia sẻ gầm gộ, và cái mọi người mới biết tới con mỏ hổn. Là cái lần đó sao đâu, con thử làm lại cô coi coi. Mày mua đồ hình lý thì nó xuất miếng chỉ thì mày lẹm lại đi. Phải chứ mày mua đồ mới á, mày xét nét từng cái. Còn reset hả, thì ví dụ như giờ á, mày chạy đi găng shop mày mua thì mày cũng tốn tiền xăng, rồi mày cũng hay bắt chạy đi chạy lại đúng không? Còn cái này mày nằm tại chỗ người ta đưa tới tặng giường cho mày luôn mà mày đòi reset. Tại vì nó hỏi con vậy nè, trời ơi, cưng bán đồ 170 ngàn mà cưng còn lấy tiền ship nữa hả? Mà trong khi 170 ngàn đó nó mua được tới 3 món bên con lận. Tức là nó là đồ thanh lý thôi chứ mình cũng mới chín mấy phần trăm, cũng còn mới. Có mà kiểu muốn làm khó con, muốn không bớt tiền này kia nọ thì cũng mới chửi. Chửi xong rồi gọi video làm chấn động tam giới hết trơn. Từ ngày mà cũng như là con quen, cũng như là ở chồng con á, là cái tính con nó cũng nhu hẳn ra luôn á. Mà nói nghe nè, vợ con nó mê con vậy, con có mê nó không? Dạ con cũng mê, còn hơn vợ con mê con nữa. Thôi mày đừng có sợ mẹ. Thiệt không hãy? Dạ thiệt. Nó về ở với con đó, rồi nó có những cái tật nào của nó mà con chịu không có nổi không? Dạ con ghen lắm. Ví dụ một cái trận ghen nào? Ví dụ là đợt đó là đang xây nhà, rồi vợ con đang ở nhà bên kia. Rồi kiểu con nói vợ đi quýnh cà tướng. Rồi thì quýnh cà tướng xong rồi cái ông anh bên cũng như bên ngành vậy đó, đang rủ con đi giống như đi trinh sát vậy á. Như có người dân vô vậy đó, không có nói vợ con, giọt qua cao kê giống luôn. Rồi xong hơi vợ hỏi đang đâu, con tình thiệt nghĩ là chắc đi công chuyện với ông anh chứ không có gì. Thời gọi thấy cao kê ha, vợ con sung mãn lên. Sung thiên đó, sung dạ. Thiên đó. Sùm trời đất hết. 4-5 tiếng sau mới chạy về. Khai mỏ nó nè. Rồi nó chửi dữ không? Sùm hết trơn rồi về, rồi tới nhà hai chồng cãi lộn luôn. Tại vì quen nhau cũng có năm mấy chứ bộ, chứ đâu phải là ít đâu. Não dở nhà với mình không à. Tự nhiên giờ bữa nay bị đặt đi trinh sát. Cái mình thì mình đang live stream, cô có hiểu cái cảm giác của đứa đang làm mệt thấy mẹ, còn đứa đi chơi không? Cái là mình đó từ xíu là cũng hơi khó chịu rồi. Chị khó chịu vô cùng đây nè. Cái tự nhiên mình live stream không nhìn đồng hồ, ủa xong tiếng đồng hồ mà chưa về nữa. Tức mình điện, mà não giờ con điện á, chồng điện video chồng con á, là chồng con sẽ nghe máy liền. Bất kể luôn là nó sẽ như vậy. Còn này mới cưới có 1 tháng trời về à, điện tắt xong chụp hình của cây ao kê được không? Là thấy máu dồn lên não rồi. Xong còn nói ơn nghĩa này kia nọ, mới giúp này kia nọ. Trong khi mình bầu bì, ảo giờ là ổng không có bỏ mình ở nhà một mình ban đêm. Mà giờ đó 11 giờ đêm rồi, nên không về. Mà cái cảm giác của mình bầu cái mình cũng hơi bị tiêu cực nữa. Mà con càng nói á, thì càng khó chịu. Khó chịu cái bắt đầu con chửi. Cái con chửi cái bắt đầu cái cũng có men trong người phải không? Chửi phải không? Không về luôn. Ta kêu về tắm mày ký giấy đi vậy, này kia nọ. Rồi để xíu
kêu mình lại bằng mày tao luôn. Nãy giờ không kêu tại con quạo lên con hay mày tao lắm. Mà chả này không nha. Khổ này, rồi mày đợi nó đi rồi những cái nọ. Đợi nó tới 2 giờ nó chưa về nữa. Xong cái tới hỏi nó về á. Cái nó hỏi sao? Anh à, sao? Trời trời, mày đang nằm ở dưới nệm. Nó đứng rồi nó mở cửa cái gầm vô. Sao? Trời ơi, trời vụ gì nữa vậy con cố nội. Mày nói trong bụng á. Cái tao hỏi sao? Làm gì kia nọ. Lâu mới đi một lần rồi phải ngày nào không đi đâu. Nhưng mà cái là mình khó chịu ở đây á là tại sao hồi xưa giờ không dậy mà tự nhiên giờ dậy. Tại vì mỗi lần mà ai mà ngủ đi đâu buổi tối đi cà phê cũng không có đi luôn. Nói là thôi không có để vợ nhận mình. Mà cuối cùng bảy, sao? Gây lộn sao? Gây lộn sao rồi anh kể đi. Xong rồi để em kể cho anh kể. Anh nói chuyện nó xíu à. Dạ. Xong vậy đó cái ông bỏ ông đi xuống. Cái mình... đi ra trong đêm luôn. Dạ. Con la con không cho ngủ phòng. Kêu biến. Cái xong á xách xe chạy. Trời ơi con quá trời tức rồi. Xách xe chạy cái con xuống dưới con đóng cửa nhà. Mà đóng cửa nhà lại xong cái con còn tức nữa. Con không biết xả vô đâu hết trơn. Con vô con lấy búa con đập xe hơi banh hết trơn luôn. Xong khi con đang đập ở đâu chả đảo lại. Đảo lại thấy con đập hiện tiếp. Là đi tiếp. Thấy xong con lên con đập xong con mệt đó con nằm con buồn buồn. Cái xong cỡ chừng nửa tiếng sau á. Con mở camera ra con coi á. Ngồi ở dưới á. Gọi đèn pin nhìn coi xe bị gì. Nhiều khi ổng không tắm như là xe ổng tắm hoài vậy đó. Thương lắm đó. Thì con biết thương con mới làm vậy. Tại giờ mình quá tức rồi. Rồi đã vậy xong cái tới tối cái bà mở cửa cho tôi vô tôi ngủ rồi. Cái mình cũng định mở rồi. Mở đi tôi xuống võng tôi ngủ. Vậy tao khỏi. Ngủ dưới trời ngủ dưới võng con ngủ trên lầu. Đâu mở. Xong rồi cái gọi con tắt máy tắt wifi luôn. Cái đi ra khách sạn kế bên ngủ. Ngủ xong tự nhiên cái sáng thức dậy tỉnh rồi. Nhắn tin cho con như chưa từng có cuộc chia ly nữa chứ. Con đang gửi cuốn. Tại vì tối xỉn quá đúng không? Xỉn. Thấy cái xe mình vậy rồi lúc đó trong lòng con nghĩ gì? Lúc mà con gặp nó rồi con có quýnh nó không hay là sao? Dạ không, nó trời chết rồi trời bể kiến chắn gió bể rồi cái kính chiếu hậu bể rồi bên là mấy cái kiến mà hai bên cửa là đập bể hết luôn phải không? Vậy dạ, với kiến chắn gió đó, trước. Dạ bể hết. Trời con nó chết rồi trời chết rồi. Rồi con mới điện cho vợ con nó kêu xin vô nhà mà vào lẽ xin vô ngủ thì nó kỳ quá và con nói thôi mà mở cửa đi tôi xuống võng tôi ngủ. Rồi bởi vì nó cho ngoài luôn. Không, rồi có đi quá khách sạn. Dạ tại bị nhốt ngoài rồi. Rồi con ngồi đó tới 4-5 giờ sáng lận. Qua mướn khách sạn ngủ. Thấy chịu khách nổi mũi quá. Mướn khách sạn cái bên ngủ. Là ghen nè. Dữ lắm, hay, dữ là nha. Ghen mà không kiềm chế phá vỡ tài sản. Đó. Hay ngủ ngáy với chảy nước miếng lắm. Rồi vợ con chỉ có cái ghen đó thôi. Con muốn vợ con thay đổi điều gì nè Hải? Dạ thì con chỉ muốn vợ con kiểu như là suy nghĩ thấu đáo hơn chút. Mà trước khi nóng tính hay làm gì thì suy nghĩ trước sau. Tới con đó Lan, nó có tật xấu gì không? Nó có lãng mạn không? Lãng mạn thì không. Rồi những như ngày lễ mày. Những ngày đặc biệt của phụ nữ, nó có những hành động gì bất ngờ dành cho con không? Không có luôn. Đã không lãng mạn rồi lấy gì mà bất ngờ. Không có lãng mạn. Sinh nhật sinh ơi, chúc em tuổi mới nhiều thành công. Rồi có tặng quà gì không? Trời ơi, có lúc mới quen á tặng được bông hồng rồi thôi đó. Cái đêm đầu tiên của hai đứa cho đến to tới bây giờ luôn là tặng được bao nhiêu bó hoa rồi? Hai bó. Một bó là lúc mới quen, lúc sinh nhật mới quen. Cái đợt thứ hai là sinh nhật lần thứ hai. Giờ thứ ba, thứ tư rồi giờ nhiều khi chút nó còn quên. Sao vậy con? Sao vậy? Kìa. Vợ mày nói sao anh? Chắc là vợ... con bị kẹt về tài chính đúng không? Vợ con nó phái cái đó sao con không tặng cho nó? Dạ tại vì nhiều khi cũng muốn làm bất ngờ này cho vợ mà thấy mình dành tình cảm cho vợ như quá trời nhiều rồi. Bởi vì chắc vợ hiểu rồi nên không muốn mấy cái cho nó gọi là... Ý là con nói thấy kiểu như cảm giống như vậy là nó xáo rỗng đó đúng không? Giống như là nó bị nó màu mè quá. Dạ đúng rồi, màu mè quá. Mà trong khi con là làm mạng xã hội con phải làm màu còn phải làm màu hơn người bình thường rất là nhiều luôn. Mà thấy cha này... Thường á con biết không, mấy ông đàn ông á cứ nghĩ là khi mà tặng vợ cái quà hoặc nói những cái lời hoa mỹ á, thì cảm thấy nó giả giả, nó không có thật với lòng mình á. Nhưng mà mấy ông đâu có biết là phụ nữ hả, nhiều khi rất là muốn cái đó, cho dù là giả dối xíu cũng được. Nếu mà nói tật xấu thì bớt vô tâm lại xíu, để tâm tới cảm xúc của con nhiều hơn á. Có nghĩa là thêm một chút xíu nữa thì anh sẽ hoàn hảo đó anh ơi. Không? Chứ là con ghét cái kiểu mà đã nguyên ngày mình làm không có gặp, không có nói chuyện được nhiều rồi, phải bấm điện thoại chơi game. Trời, không ngồi như vậy là thêm cái tật xấu nữa. Ngủ. Đúng không? Ủa nhưng mà ủa rồi bữa nay vợ con nó thích tặng hoa, hôm nay con có bất ngờ con có hoa biết gì tặng cho vợ không? Cho con vô trong đó một dạ phút. Dạ đi vô đi em, còn cái này để em flash anh à, anh đi đi. Dạ vậy thôi để con né mặt cho vợ con nói xấu con tiếp.
Để hy vọng rằng là để nó không còn nói con vô tâm nữa. Thì con hãy nhìn ra phía sau đi. Trời ơi, sợ ma quá à. Thôi tặng cho món ba con. Trời ơi. Trời đất ơi. Đó. Có nói gì không? Dạ tặng cho dạ có bông. Chúc dạ sức khỏe, công việc luôn phát triển và thương chồng, thương con hạnh phúc nhiều hơn. Không đồ, không đồ. Cảm ơn anh em. Em sẽ kiểu như bớt nóng tính lại để mà cho vợ chồng mình tốt hơn và sẽ lắng nghe ý kiến của anh nhiều hơn. Mãi yêu anh, mãi yêu anh. Mãi yêu anh. Hôn nó cái đi, trời ơi. Hôn chồng con lắm đó. Hôn nó cái đi, cái gì? Trời. Gì đâu mà mập như heo. Ủa con nhỏ này đâu tới mà nó mập dữ vậy trời, mập như heo. Ê, cái cũng ghét cái vụ mà chọc em quá đi, em muốn cua cho bỏ ghét. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Mà hai em giới thiệu về mình. Em tên là Phan Hà Thắng Lợi. Hôm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là sửa xe. Sửa xe ô tô hay là xe máy? Xe 67 cũ anh. Ồ, 67 cũ đó phải không? Rồi. Em tên là Nguyễn Ngọc Thảo. Em nay em 23 tuổi. Trước là em mới làm bánh, em mới vừa nghỉ. Làm bánh gì? Dạ em làm bánh kem ạ. Tụi em đã cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ 1 năm 4 tháng. Hai bạn gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Cách đây là 8 năm. Là do anh kết nghĩa của em là bạn thân của anh này. Sinh nhật của em gái anh này thì chở vô để ăn. Thì em nghe ăn thì em cũng khoái lắm. Dạ, tâm hồn em rất là ăn uống. Mới ngồi ăn thì ngồi kế anh này luôn. Ảnh lầm bầm chê em. Người gì đâu mà mập như heo. Trời ơi. Ủa mà chê với ai em? Cái đó là con giống như là mình chỉ nghĩ trong đầu thôi. Mình chỉ là mình nghĩ trong đầu anh nói, ủa con nhỏ này đâu tới mà nó mập dữ vậy trời, mập như heo. Mình nghĩ vậy thôi. Tới đâu mình buộc miệng mình lẩm bẩm mình nói ra luôn. Rồi em nghe nói câu đó cái cơn em sao? Em đi học á rất là ghét ai ghẹo em như vậy. Xong lúc đó em mới bấu tài nát luôn, chảy máu luôn. Dạ. Em nói là sao nói tôi vậy, cũng trả lời luôn. Ủa mà mập thiệt, tao nói mập. Mai là bấu lấy nguyên chén nước mắm tạt cho người ổng rồi. Trời ơi, mấy tuần sau luôn á, cô này nhắn tin tới rủ đi uống cà phê. Nhưng mà lý do gì mà em nhắn tin cho bạn này? Em ghét bạn đó đúng rồi. Đây, cái cũng ghét cái vụ mà chọc em quá đi, em muốn cua cho bỏ ghét vậy. Trời ơi, ghét. Dạ. Cuối cùng là dính đúng không? Dạ. Lấy xe ra chạy đi xuống dưới, chở con này vô quán cà phê bờ sông. Vô tới nơi rồi, làm gì cứ đeo tay, mình nghĩ trong đầu con lẽ nhỏ này nó có ghẻ không phải. Em thấy đeo cái bao tay ghét, mình mới đè mình giật hết cái bao tay. Cái túi luôn, cũng nắm tay được rồi xong rồi chở cổ về trường. Thì mình bỏ cái bao tay trong túi mình cũng đâu có nhớ đâu. Đi về nhà cái ngồi gờ sao thấy gì cộm cộm rút ra quăng luôn. Bữa hôm sau cổ nhắn tin họ kêu trả là cái bao tay. Mình nhớ lại. Mình nhớ rồi. Mình nói nhớ là anh giờ lỡ anh giục rồi. Thôi để có gì chiều tối anh chở em đi uống cà phê đàn. Nhưng mà trong đầu đó không có nghĩ chở uống cà phê, nói vậy thôi chứ đâu chở. Đi chở thì làm gì? Chở đi vòng vô mấy cái khu mà ngay chỗ đèn sáng, cái chỗ đèn tối á. Dạ, chở vô đèn tối. Dạ đúng rồi, anh hồi đầu tiên anh cứ chở vòng em á. Ủa đi kêu hẹn đi cà phê, chả bao tay mà sao không thấy. Hồi chở vô khu tới thui em. Em về đây cũng ớn ớn, chỗ sáng không đứng chỗ hông. Đứng ở cái bụi cây nữa chứ. Rồi chuyện gì đã xảy ra? Cái gạt chống đứng lên cái kêu ngồi đi chơi đi rồi chút nữa anh chở đi uống nước. Chở gì? Đó thì dần chống đứng xe lên, leo lên ngồi, cổ ngồi trước mình ngồi á, sao á. Mình nắm tay, mà nắm tay không thấy động đậy gì hết rồi mình biết rồi là... Giữ đèn ơi. Anh muốn hỏi sao cái nắm tay là gì? Thì mình tiến tới mình hôn, thấy cổ không quýnh mình là biết là được rồi. Hôn đâu? Thì hôn má. Hôn má. Xong rồi tới hôn miệng. Vậy là thôi. Cậu có giật ra không? Không, thấy chắc hình như phê lắm, để luôn. Dạ. Rồi cái độ phê đó kéo dài bao lâu? Chắc cũng tiếng mấy. Trời ơi. Xin hư đồ hết bị nơi. Trời đất ơi, hung gì mà một tiếng em mấy ơi, vậy trời. Em hung một tiếng rưỡi mà nó có nghỉ giải lao không? Thì... có chứ anh, trời ơi, chơi đâu mà chục tiếng mấy. Cách 5-10 phút mình nghỉ thôi, mình làm tới. Vậy là dạ. Cứ 5-10 phút là bung ra để mà lấy hơi. Lấy hơi đó, rồi sao rồi tiếp luôn. Rồi sau cái bữa đó rồi có cho đi uống nước không? Dạ không.
kêu thôi tối rồi về đi, không mẹ em la giờ á, rồi chở về. Ờ đúng lời quá mà. Thì mình được dịp mình phải làm chứ, để không giục mất làm sao. Ừ. Đó là lần đầu tiên em được thân đúng không? Dạ đúng rồi. Sao em thấy sao? Em thấy sao? Chia sẻ coi. Giống như em nói như thế nào? Cũng đẩy ra nhưng mà Hùng cứ tiến tới, ông cứ tấn công quá, xong cái giống như bị dung mê Hùng trận á. Em để luôn. Rồi kể từ đó là hai bạn chính thức yêu nhau. Dạ, có tính có chia tay lần nào? Chắc cũng cả chục lần á. Giống như là chia tay nhiều nhiều lần nhỏ, rồi có một lần là lớn nhất là lúc mà quen gần một năm á, đùng cái anh cũng không liên lạc gì với mình hết, nhắn tin cũng không trả lời, rồi điện cũng không bắt máy, em cũng không biết chuyện gì nữa. Tại vì khi mà quen cô này á, lúc đó là muốn quen cho vui thôi, tại vì lúc đó là quen người mới 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 mà hôm nay có cái gu mập vô giống như luồng gió mới thổi vô cái mình quen thử. Thế rồi tại mấy lần chở cổ đi mà nói chung là đi chơi với mấy ông bên hội xe 67 mà lớn hơn mà cổ không có nói chuyện gì, ai ghẹo cổ cứ nghe răng cừ rồi không à, thôi điệu này không hợp rồi. Thôi nín thinh làm thinh để chia tay cho nó dễ. Mà con nít quá hay sao? Gần như con nít quá. Nhưng mà vậy thì không có nói cho mình biết, cứ im vậy. Em nhắn tin thôi, chia ra đi. Nhắn là một chữ ừ, xong. Xong rồi sau đó là quen mấy nhỏ lớn hơn đúng không? Sau đó là mấy năm á, hai năm mấy á, có một đợt á là không có gặp, lúc đó bỏ luôn số điện thoại rồi, sợ quá bỏ luôn, không dám giữ xài nữa. Đâu có thằng bạn thân, cái nó cho số cho cô này. Bữa sáng đó là 14 tháng 2, về đang nằm, cô này nhắn tin tới chúc anh sinh nhật vui vẻ, mau có vợ. Mình mới cầm điện thoại lên mình mới nghĩ con điên rồi đi trời. mới nhắn tin, ủa hỏi ai vậy, cô này nhắn tin là em Thảo nè. Ủa Thảo nào, người ta quen nhiều quá cũng không nhớ Thảo nào, mình không nói thiệt kia luôn. Nhắn qua nhắn lại cái chút xíu nữa nhắn tin là cái gì giờ ước gì có em gần đây. Có xuất hiện không? Không, cô này nhắn tin lại nói vậy bữa nào mình đi uống cà phê. Rồi xong cuối cùng lúc ra có ra không? Dạ có, nói chung tình cảm thì vẫn có chút gì đó với anh này. Thì lúc đó nói chung em muốn cảnh thấy được cái hình ảnh bây giờ của em. Rồi sao? Sốc lắm. Sốc là sao, mập hơn hả? Không, 3 năm sau gặp lại á thì em ghét nhất là con gái, là con gái mà mặt mình rách. Cái thứ nhất là mặt mình rách, cái thứ hai là mặc áo hở hang mà nhìn xuyên qua tới bên trong. Em ghét nữa. Móng tay sơn lòe lạc là em ghét lắm. Cô này xuất hiện y chang chăm chăm đi luôn. Mình đứng từ xa mình nghĩ nữa, rồi nó điên nữa rồi. Làm tất cả những cái gì mà nói chung là đối lập lại với em, giống như là ngày xưa em ghét cái gì là làm cái đó. Làm những cái gì mà em ghét nhất đó. Đúng rồi. Chẳng lẽ giờ có cái gói kia bên cạnh, lẽ giờ lấy cái gói vọng vô mặt cho cái cho bỏ ghét. Nhưng lúc đó bực lắm kìa. Nhưng mà anh hỏi nè, có phải em cố tình em làm như vậy để mà chọc tức ông nào? Dạ, đúng rồi. Em cố tình tại vì em lửa nào mà rách nhất, mỏng nhất, rồi em làm cái mặt em đậm nhất. Tại vì em biết anh ghét này. Cái kia đó. Em muốn cho thấy là cái hình ảnh bây giờ không phải là đứa nít như hồi xưa nữa. Ủa nhưng mà ghét như vậy và cố tình chọc điên như vậy thì sao lại dính? Anh này chắc thấy vậy khoái hay sao á, tại vì nếu mà nhìn chung quy thì lúc đó em cũng đẹp hơn cái lúc mà chia tay ảnh. Lúc đó nghĩa là hết hình, nó không còn là hình cái dáng là thịt hột vịt nữa rồi đúng không? Đó thì được cái là tươi hơn ngày xưa nhiều, biết chăm chút hơn nhiều. Nghĩ chứ, sao mà em quyết định lấy? Cảm thấy cái tính cô này á, bây giờ khác xưa nhiều lắm, hiểu mình nhiều lắm. Mình nói ra, mình không kịp nói ra thì cô này đã hiểu rồi. Qua lại thì gia đình hai bên thì muốn nói chung là tại thấy tối ngày đi qua nhà bên kia ăn cơm cũng ăn ở bển, uống nước cũng uống ở bển, tới 12 giờ khuya mới về nhà. Thì mới kêu thôi qua hỏi cưới luôn. Thì lúc mà hai bên qua nhà đó, khi mà bước vô tới nhà thì hai bên mới gặp mặt nhau, thì mới nhận ra nhau là ngày xưa là anh em bạn bè đồ của nhau luôn, hai bên gia đình luôn. Dạ. Cái nhân duyên hả? Vậy thì bây giờ sau khi cưới nhau về rồi, tính xấu nó có lòi ra không? Nhiều lắm. Trời ơi, lòi nhiều lắm. Nhiều hả? Ưu tiên cho kể trước đó. Vợ mà đi làm về rồi đó, đồ đạc quăng tứ lung tung trong phòng á, chén cơm mà ăn xong hết vẫn còn để nguyên đó luôn. Mình tức tới nỗi mình đóng cửa cái rầm luôn, cái là cổ mới giật mình mới biết là có mình hiện diện ở đó đó. Giống như mình người tàn hình vậy. Có nghĩa là vô tâm còn nít mà đúng không? Rồi còn gì nữa không? Rồi thứ hai là hỏi nhiều câu vu vơ với bớ vẩn. Ví dụ anh con... ơi, tại sao chiếc xe nó gọi là 67? Ủa anh, sao con chim đó nó màu xanh? sao chiếc xe đó nó chạy được vậy anh? Rồi sao cô đó cô leo lên trên lầu đó được anh? Hỏi nhiều câu em chứ. Trả lời được không? Không, em trả lời đâu có được anh đâu. Anh kêu đi lên hỏi người ta đi. Đó là cái tính rất là dễ thương đúng không? Mà đôi khi nhức đầu lắm. Rồi con nít nó hỏi dữ lắm, em ơi, hỏi tới tận cùng cái nào mình trả lời được nó mới ngưng. Rồi, tới phiên em anh Thảo. Mê xe tối á,
Nhiều khi nằm được với em xíu cái hồi ra cái anh ra ngoài xíu ngủ ngoài luôn à. Ngủ không ngủ xe luôn à. Rồi trốn ra ngoài vào gì rồi sao? Thì lỡ lúc mà cổ ngủ say thì là say á. Cái mình có khi nào mà trốn mà trong lúc bà vẫn còn thức không? Có chứ, bị bắt hoài á. Bắt còn cái nhốt trong phòng luôn. Nhốt phòng luôn, còn có làm gì không? Nhiều. Hai đứa mà trốn ra ngoài hoài mà trong khi vợ lại trẻ trung như thế này, có sợ tuổi cao sức yếu không? Không, sao sợ nó được. Chỉ là quen ngày xưa, tại ngày xưa mà chưa có vợ là lúc nào xe làm xong xuôi hết. Mình dựng đó là mình văn vọng kế bên mình nằm ngủ riết quen rồi. Giống như giờ là cái tính vậy. Sao có khi nào mê xe hơn mê vợ không trời? Ngày xưa mà chưa có vợ thì có cái vụ đó rồi đó. Bây giờ đang ngang tầm chứ không ai hơn ai hết trơn á. Vậy đó hả? Dạ, 50-50 luôn. Ngoài người ta dùng trai, đứa thì nhìn gái không nhìn, không nhìn xe. Giờ đâu dưới không vậy nè. Ba nhìn xe vậy em lại đỡ hơn đúng không? Gặp gái là chê rồi ăn mặc thấy gớm vậy nè, mà nhìn xe là như vậy đối tượng của em ghen là cái xe đó. Đúng dạ. Xuống đây con người đó. Có ghế điện máy không nội? Vậy có nói vậy nè, ông mà ra ngủ dưới xe nữa tối tôi vác đồ là tôi đốt hết luôn nha. Sợ. Em muốn là ngủ với em nhiều hơn. Được. Với em bớt ngủ dưới xe đi phải không? Dạ. Bà 67 né ra đi. Tới Thắng Lợi muốn vợ mình thay đổi gì? Bớt nói nhiều với lại bớt lười biếng rồi với lại đừng hỏi nhiều câu vu vơ quá em trả lời cũng được. Tại vì cái tính ảnh ấy như là ít quan tâm tới em á, nhiều khi ảnh mê coi the trong điện thoại á, nhiều khi em nói chuyện nó màng tới vậy. Em muốn nói để cho anh nói chuyện với mình gây sự chú ý vậy. Thì bây giờ vậy nè em, dễ lắm, giờ thỏa thuận đi. Thì em cứ canh ví dụ như khuya thì 11 giờ cho tới 12 giờ là cái giờ phút đó là anh phải để dành cho em. Rồi sau 12 giờ em ngủ rồi anh muốn ra xe đó chuyện của anh. Còn những cái mà chồng em đam mê cái chuyện mà phải coi xe đó là cái nghiệp đam mê nghề nghiệp rồi. Chẳng thà em để mê bà 67 đi còn hơn là mê bà nào đó. 78 đúng không? Ừ. Còn kệ em mà muốn cho vợ em bớt hỏi những câu vu vơ đó ha. Có con sau này tự vợ em sẽ phải trả lời cho con em những cái câu vu vơ thế để nó biết thấy cảnh là thế nào. À. Rồi, cảm ơn tụi em. Rồi, cảm ơn Thắng Lợi với Bé Thảo. Dạ. Dạ. Em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Ừ. Công việc Quốc Khánh là gì? Chắc dạ. Đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ, có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ, hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Dạ. Vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không. Chị yeah. Coi trên Facebook á, ghiền coi lúc người ta cứu chim cứu mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai đó. Hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ đó. Thật bây ra. Bây giờ giới thiệu đi khoan. Giới thiệu tên, họ, công việc. Dạ. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Uyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu, rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi coi như là mình cứ tụ chúng về đó rồi. Dạ. Cái nguồn kinh tế là ai ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Dạ. Thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó vỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó.
Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó bé mèo đang bị tai nạn, nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập, dạ đánh đập tàn nhẫn luôn, hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thôi thớp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng dạ. coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Đấy là kiểu giống như là lúc đó thì còn thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện này xin hỏi, nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi đó thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái rồi bé nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì sẽ đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Dạ thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng là cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn và bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp... không ạ. À. Thôi giờ mình vô cái đó, gặp nhau nè. Đó. Lúc mà em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết làm sao, hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng thích ảnh ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười từ cổng mà vô tới tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá mà em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em là thế. Từ đó tự nhiên hai có đứa duyên là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ trước đó thì có một bạn với là một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không có thể tìm chủ á, thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ.
Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi qua bển thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là ừ thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Như là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Ừ, em mê em là đứa giải nhưng mà vì nhỏ. Mê em cho nên mê chó dạ. Mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học mới vừa mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn dạ. Không? Dạ, dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mới đi làm mà ba mẹ không cho đi làm nên gần như là trốn đi làm á. Còn à là bạn... tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, còn em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á là em có dạ, có bị cảm dạ, thấy là rồi. Nhục chí không có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải mình cảm thấy là mình phải tự tin lên dạ, chứ tự đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao cũng không có chảnh, không có thấy mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ đó. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng á. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Đó. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá, giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà, gà cú dịch, rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này anh cái nói này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó, mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó chuột mèo vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên dạ, á, đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không chăm thì không được như vậy. Nếu anh đang nói có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, em đâu có tiền. Đã nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé dạ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng nhưng em làm ra lo cho nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình không cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thôi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy dạ. Là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay dạ, không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây. Thường biết mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì tôi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi
cho chỗ ngủ luôn, nó rất yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài, mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng cái nhiều lúc đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, 3 ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất là nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà Mai có phụ huynh đúng không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm não năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Dạ, không ạ, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn lại. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì anh sợ lắm mà, tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất, đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Thôi xóa. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là, nhưng mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không? Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á. Nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều. Thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên. Xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ. Thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nha. Đó là những cái hành động lãng mạn em. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm. Dạ. Rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, tụi em không quyết định có con ạ. Không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ, cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm. Em không muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng, rồi lỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm. Với lại một ngày nào đó, ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống với sinh mạng của họ. Dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm. Nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không? Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không? Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ. Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mà được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác, giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong mình đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy, phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà cho mình đặt ra trước đó chứ. Dạ, dạ đúng em rồi. Thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm.
Chỉ là ảnh là người, nhiều khi thấy ảnh thì vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, đúng rồi, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi, mà chọn thôi. Hạnh phúc là lựa chọn. Là lựa chọn, đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao? Rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Thôi để anh khui đi đâu, coi để thôi giờ thôi là chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó, ganh đó, thấy chưa? Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nói vậy? Trời ơi, con không biết, con em không biết em làm gì nó nữa. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em, không cho em ngủ giường mà đòi ngủ, bỏ em đi ngủ ghế sofa. Là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng hả? Dạ, dạ. Tụi nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy, thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm. Xí xí anh hỏi nè, vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, dạ. Tại vì nhà đâu thể nằm máy lạnh được. Dạ, có máy lạnh nè. Phòng em thì nhưng mà lông chó, lông mèo rồi thì sao? Tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi. Tức là khi mà em chăm tụi nhỏ thì hiếm khi mà tụi nhỏ bị rụng lông á. Tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người tụi nhỏ đầy đủ nữa. Nên gần như là tụi nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ, không bao giờ không hành động diễn được ra trước mắt bọn thú cưng. Dạ, bởi vậy thường hai đứa là phải đi đi khách sạn. Dạ. Dạ, tốn thêm khoản tiền. Dạ. Dạ. Trong... dạ, coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi, tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu, tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cục gà heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. chồng. Rồi. Rồi sao nữa ta? Dạ, bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Rồi bây giờ rồi. Những cái vấn đề tiểu tiện, đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé lắm, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày rồi. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là dạ, canh cho anh đi toilet cái nha. Vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao, khi mà tụi nhỏ gặp em thì nó bị thai não á. Tức là đang bình bình xong cái tự nhiên gặp em vô là bắt đầu quậy tưng bừng lên à.
nó cũng trời chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ, dạ cắn là chuyện bình thường à, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Thế là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em và em chăm. Thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách và lủng dạ ngay đây là lủng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi, tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không, để em coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em thúc đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chạy? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị dạ, chị nghĩ chắc cũng đâu. khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có hai bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải bốn người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu. Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu dữ lắm đó thiệt. Rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi con không mong muốn gì. Không mong muốn gì hả? Dạ thôi cứ về cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đậu trên trển á, sứ giả. Em định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt dạ. luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Dạ. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Nghe. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Đó. Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thực sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa gì đâu có thật xấu gì đâu. Dạ là anh không có thật xấu không gì luôn á, không có, gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì anh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cách thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cách thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây, nó không để anh gọt tại vì. Ủa tại sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi, mà em lại vẫn cứ thích làm. Mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà nấu chảy đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn. Là mì ly á, chắc nước mì trộn khô.
chắc sao lọt vô cống rồi, rồi ngồi buồn vừa cười luôn. Dạ, từ đó là thôi. Em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trùng cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ. Em em rồi. Không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy luôn. Chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thực sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Dạ. Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này thí dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thực sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thực sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi, con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông, và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, anh bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện đó, mất công lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì á, càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình sẽ tạo điều kiện để kết nối cái chuyến đi đó. Phải chương trình đó. Và anh nhất quyết phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Rồi.